Thưa quý vị, danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 đã được tạp chí Forbes của Mỹ xướng tên. Họ là các thủ tướng cho tới các lãnh đạo doanh nghiệp được tôn vinh nhờ đóng góp quan trọng trong vấn đề bao trùm nhất hiện nay, đó là kiểm soát đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đứng đầu danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới năm thứ 10 liên tiếp. Ngoài ra thì những người được vinh danh khác bao gồm Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris hay là Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hay Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike. Forbes đã nhấn mạnh là dù khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và công việc, nhưng những người phụ nữ này đều có điểm chung về các cách thức sử dụng khả năng của mình để giải quyết những thách thức chưa từng có của năm 2020. Chẳng hạn như là dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ardern, chính phủ New Zealand đã triển khai biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt giúp khống chế dịch COVID-19. Và tính tới 12 giờ trưa nay thì nước này chỉ ghi nhận hơn 2.000 ca mắc và 25 ca tử vong. Trong số 17 người mới lọt vào danh sách được công bố thường niên của Forbes thì đáng chú ý có bà Carol Tomé là giám đốc điều hành công ty vận chuyển và logistics lớn nhất trên thế giới, UPS. Khối lượng vận chuyển hàng hóa của UPS đã tăng vọt trong thời gian mà nhiều nước áp đặt lệnh phong tỏa để phòng dịch. Danh sách trên cũng bao gồm cả phó giám đốc điều hành hãng bán lẻ dược phẩm CVS Health Mỹ, bà Karen Lynch. Từ tháng 3 năm nay, thì bà Lynch đã chịu trách nhiệm quản lý bộ phận ứng phó với COVID-19 và các mạng lưới xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của CVS Health. Bà Lynch cũng đã dự kiến sẽ phụ trách giám sát quá trình phân phối vaccine tại gần 10.000 địa điểm tại nước Mỹ.